Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em sẽ lại tiếp tục lên cho mọi người những sản phẩm vừa mang tính chất là sưu tầm nè, trưng bày cũng như là vừa sử dụng luôn nha. Thì số điện thoại của em sẽ để trên góc trái màn hình bên đây, đó chính là 0941028827. Thì mọi người hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo em để có thể chốt đơn và cũng như là em sẽ chụp hình chi tiết gửi sản phẩm cho mọi người nha. Thì mã em sẽ chốt ở trên này, thì mọi người có thêm như cái mã này 1234 đây nè. Chốt số mã và kèm ngày nha, ngày em sẽ để trên tiêu đề mọi người ạ. Nên mọi người cứ xem tham khảo và chốt thôi. Rồi, đầu tiên em xin phép lên cho mọi người là mã số 1. Thì đầu tiên đi, có cái mã này. Ở đây em đang có thêm một bộ mâm. Nói thẳng là một cái dĩa, nói chung là 5 cái ly tráng men này. Đó, ly đất dạng giống như tứ sai nha, tráng men bên trong. Size nhỏ nha mọi người. Thì cái này mọi người về có thể uống những cái trà như trà bắc nè. Đó đều được nha, có chuyện nhưng mà chuyện hơi mờ nha mọi người. Đó, thì ở đây em có 5 ly. Thì ở đây còn có thêm một cái dĩa xưa, dĩa này nó bị nhăm nhẹ đây một xíu nhưng mà không có vấn đề gì hết. Đó, một cái dạng dĩa xưa. Đấy, thì cái này cũng có cái đường men rạn đây nè. Đó, cái này rạn xưa nha mọi người, nhưng mà vẫn chưa có gọi là bị bể hay gì hết. Đấy, vẫn thấy nha, đấy đường men rạn. Rồi, cái cốt rất là già luôn nha mọi người. Cái hàng này kiểu dạng ok luôn á, trưng bày thì ok luôn. Cái này là mã số 1, em xin phép đo kích thước ly. Kích thước ly là miệng là gần 5 cm nha. Và chiều cao rơi vào tầm cỡ hơn 2.5 cm. Và đây là em gồm có 5 chiếc ly tráng men. Bên ngoài là mộc, bên trong là tráng men nha. Đó, bằng đất đây. Chuyện nè. Đấy, thì 5 chiếc này em xin phép giao luôn mọi người với giá là 120.000 mã số 1 nha mọi người. 120.000 coi như là mọi người mua một được hai nha. Đó, kèm thêm một cái dĩa xưa nữa. Mã số 1 nha mọi người, số điện thoại em sẽ để lên góc trái màn hình, đó chính là 0941028827. 120.000 nha mọi người, mã số 1 120.000. Tiếp theo em là mọi người là mã số 2. Thì mã số 2 này em đang có, đây là một chiếc song trầm Arita. Trên chiếc song này đó chính là hình một chú lân nha. Đó, hình một chú lân nha mọi người. Đấy, hai lỗ thắt lưng nè. Thường cái này mọi người dùng á thì em nghĩ là một là mình bỏ cát vô đây, cát mịn nha, một lớp cát thì mới dùng cái dạng song trầm được. Hai là mọi người dùng mua giùm em cái vải chống cháy á, rồi nhét ở đây nè. Đó, để đây là sứ mà khi mà dùng ở nhiệt độ cao quá lâu á thì nó sẽ ra cái tình trạng gọi là bị nứt. Đấy. Thì cái này là hàng vẽ tay hết nha mọi người. Arita mọi người còn thấy cái vân màu nè, nếu mà có sẽ thấy cái vân màu này nè. Đấy. Chuyện Arita luôn nha. Cái này là chiếc song ba chân nha mọi người, rất là ok luôn. Cái này là hàng mới luôn, rất là ổn. Đấy, cái này bên trong là do em để bụi thôi. Đó, song này có kích thước chiều cao tính luôn cả nắp sẽ rơi đâu đó cỡ tầm 12 cm mọi người ạ. Chiều ngang nha, chiều ngang thì ước chừng đâu đó có tầm 10 đến 11 cm. Đấy, ok luôn nha. Đo luôn cái miệng song bên trong luôn nha mọi người luôn. Miệng trong lòng rơi vào tầm cỡ 6.5, tính luôn cái phần vành bên ngoài. Nếu mà tính phần vành này đâu đó có tầm 6 cm à. Đấy, nhỏ nhỏ cái này là mọi người để trên bàn trà nè, hoặc là bàn làm việc đều được. Cái này do ánh đèn của em nó hơi làm bị chói, cái này là sứ trắng nên nó sẽ bị chói nên em sẽ che bớt bằng tay. Đấy, mã này là mã số 2 và em cho mọi người một cái giá ok về sưu tầm luôn nha. Đối với một cái dòng sông mới về 650.000 mã số 2 nha. Mã số 2 650.000 nha mọi người. Mã số 2 650.000, một chiếc một cái song trầm Arita ba chân, chuyện vẽ tay luôn nè. Đây cũng vẽ tay tích hoa mẫu đơn nha mọi người. Đấy, trên đây là hình chú lưng nha. Rồi, mã số 2 giúp em nha. 650.000. Tiếp theo là mọi người là mã số 3. Thì ở đây mã số 3 này em đang có đó chính là một chiếc một bộ trà chứ, GM 5 ly. Đấy, một ấm. Dòng này là dạng như chu sa nè, màu đỏ chu sa kèm theo cái nghệ thuật kinsai đây nữa. Thì kinsai ở đâu ạ? Đây, kinsai là những cái dạng như mình vẽ màu đây nè, xong bắt đầu là mình vẽ cái viền vàng ở đây. Để thêm những cái chi tiết vàng ở đây nha. Thì cái này được gọi là nghệ thuật kinsai nha mọi người. Và cái nghệ thuật này là bắt nguồn cũng rất là lâu rồi. Và mọi người thường thấy nhất sẽ nằm trên những cái dòng mà kutani. Còn sâu xa hoặc là cao cấp hơn thì nó sẽ là nằm trên những cái dòng Satsuma nha mọi người. Đấy. Và bộ này thì thường em nhớ là những cái dòng mà chỉ có con lân đỏ này đa phần là Kutani là nhiều.
Đấy, cái cốt này không phải là cốt rạng nha mọi người. Đấy, men này không phải men rạng nha mọi người, nhìn kỹ nha. Đó, viền là viền vàng còn luôn nè. Hàng này là hàng mới luôn, chưa qua sử dụng nha mọi người. Nói chung là cái này là em không có hộp nên là mọi người mua để biếu tặng thì em sẽ đầu tư cho mọi người một cái hộp gọi là ok luôn ha. Đây là ly, G1 ống và 5 ly nha mọi người, chịu một đàng hoàng nha. Nói chung là có hết luôn. Có sai sẽ báo vậy, hàng này hàng mới chưa qua sử dụng nha mọi người. Đó, ấm nè, ấm này em nghĩ dung tích đâu đó rơi vào tầm cỡ 350 cho tới tầm 400 á mọi người ạ. Đấy, còn tem mát trên đây luôn. Đấy, lọc là lọc tổ ong nha. Hàng mới nha mọi người, viền nè, mọi người để ý cái phần nhất là dễ nhất là đây đây. Nếu mà dùng rồi thì sẽ đây bị ám chà dễ nhất luôn, còn cái này là không có nha mọi người. Viền trên đây là vẫn là viền vàng nha. Còn cái đồ bọc đây nữa nha mọi người. Rồi, cũng cận cũng như là gần Noel cũng như là cuối năm rồi, em sale cho mọi người bộ này luôn. Đó. Ở đây em có một bộ đỏ chu sa, họa tiết là hoa mẫu đơn và chim công, thì chim công nó biểu trưng là sự gọi là quyền lực rồi. Nó theo văn hóa của người châu Á nha mọi người. Đấy. Rồi, bộ này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 750 ngàn thôi. 750 ngàn cho bộ này. Ai nhanh tay thì còn nha, hàng này là hàng mới nha mọi người, còn mọi người yêu cầu hộp em sẽ kiếm hộp em bỏ cho mọi người luôn ha. Rồi, mã này là mã số 3 nha, mã số 3. 750 ngàn mã số 3 nha mọi người. Ai nhanh tay thì còn nha. Đấy. Rồi, tiếp theo em lên mọi người là mã số 4. Thì mã số 4 này em đang có cái dòng này rất là hay. Hàng này là hàng của Trung Quốc nhưng mà được cái là hàng làm thủ công luôn nha. Cái này là cái lót ly nha mọi người. Đây, cái lót ly nè. Đó, vừa khít luôn nha. Đó, thì cái này là hàng Trung. Đó, và cái miếng này là bằng đá nha mọi người, cái này là bằng đá nha, kiểu dạng đá hoa cương hay sao đó, và cái này là rất là hay, vẽ tay hết luôn nha mọi người, hàng này là hàng vẽ tay nè, và một năm em có 5 cái và 5 cái đều là vẽ tay hết luôn. Thứ nhất em cho mọi người coi, đây là dạng đồng ruộng nè, hoặc là cao nguyên đó, bình nguyên thứ, bên đây là dạng biển nha mọi người, hai chiếc thuyền nè, làng nè mọi người, núi nè, đấy một cái nè. Rồi cái này cái thứ hai. Đây, cái này là dạng trẻ của cánh đồng này, còn đây là có cái dạng cái ốc đó, cái dạng núi hình vòng đó, này là biển nha. Đấy, hai nè. Rồi, đây là bức một cái bức sơn thủy nha mọi người. Đấy, gọi là phong cảnh luôn. Nói chung là cái này mọi người vừa làm cái đồ lót trà, vừa đồ lót ly, vừa là cảm nhận được cái tích trên này nữa. Đó. Đây, cái này là núi non trùng trùng điệp điệp nha mọi người. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy cái này nữa, này có người có dễ thích người nữa nha mọi người, thích người nữa nè. Mọi người nhìn kỹ sẽ có thấy đôi mắt nữa đó, hai chấm này thành con mắt nữa nè. Đấy rất là hay. Thì hàng này là hàng chung đó, có sao sẽ báo vậy luôn. Và cái này là bằng đá nha, em thấy hay á nên là em lấy về. Kích thước là 7 cm nha mọi người. Hình như cái này là không có cái nào đều hết đó, nó xuống tầm tầm cỡ có cái 7, có cái gần 7 cm, có cái là 7 cm, có cái là hơn 7 cm luôn. Em nhớ có cái là nó to lắm, cái này có chưa tới 7 cm nữa nè, cái này có 6.8, 6.7, 6.8 đó. Cái này thì hơi em thích nhất là cái hai cái này nè, rất là hay. Đấy, cái này mà mọi người mà em thí dụ nha, em ví dụ mọi người mà mua 5 cái ly á, xong mà mọi người trưng lên rất là đẹp luôn. Thì nãy giờ phòng do quá em báo giá luôn, 5 cái này em xin giao lưu mọi người với giá là 150 ngàn đó, anh chị nhanh tay thì còn nha. Đấy rất là hợp luôn nha mọi người. Đấy anh chị nhanh tay thì còn 150 ngàn mã số 4 nha mọi người, mã số 4 150 ngàn nha, cho 5 cái lót ly này. Mặc dù là hàng chung nhưng mà mình cũng không có thể nào gọi là đối với cái hàng như vậy mình không có thể chê được, kể cả hàng chung mà hàng chung xưa nó cũng có giá gấp mấy lần hàng Nhật đó mọi người ạ. À. Đấy, mã số 4 nha, 150 ngàn mã số 4 giúp em nha mọi người. Rồi, tiếp theo là mọi người là mã số 5. Thì ở đang đây em đang có đây chính là một chiếc ấm đất trộn nha mọi người. Đấy, ở đất trộn chuyện nha. Dòng này lọc tôconêm nha, và ống này dung tích đâu đó rơi vào tầm 280 ml. Đó.
Rất là ok luôn, tình trạng hoàn hảo, không có dâm mẻ gì hết đấy, hàng sao sẽ báo vậy. Mọi người mua về thì khui hàng kiểm tra đấy, rồi báo lại với em. Rất là ok luôn. Và đặc biệt bên trong nè, mọi người có bên trong rất là đã luôn. Cái này là lọc liền thân nha mọi người, nó sẽ khác những cái dòng khác nha. Đó, lọc liền thân nha, có nghĩa là nó chìm hẳn bằng với cái thân luôn. Có những dòng như lọc sasame nè, hoặc là lọc tổ ong đó. Tổ ong thì bây giờ chỉ có dạng tổ ong mà đẹp nhất á, là gần hơn 100 lỗ đó, là cái lỗ đó rất là hay. Hàng này làm thủ công ở thủ công bằng tay nha mọi người. Bên trong còn những cái dạng sát trà đấy, nắp rất là khít luôn nha. Đó, những cái dòng đất trộn này mà nghệ nhân làm tay á, nắp rất là khít luôn, nó khác những cái dòng mà công nghiệp nha mọi người. Cái cốt này cầm rất là đầm tay nha. Đó rồi, mã số 5 này em xin giao lưu mọi người với giá là 550.000, mã số 5 nha, 550.000 mã số 5, một chiếc ống đất trộn này quá hoàn hảo luôn. Cái này cũng vừa tay nữa đó, anh chị mua về sử dụng rồi thì ước chừng uống được, nếu mà ok thì sẽ tầm từ ba, cỡ là ba người đó, ba bốn người gì đó. Rồi, mã số 5 nha, 550.000. Số điện thoại em để lên góc trái mình, đó chính là 0941028827. Thì hiện tại là bên em là bao bể vỡ nha mọi người. Còn ship thì chuyển đơn dưới 1 triệu thì em xin phép là thu phí ship đồng giá là 30.000 nha. Còn trên thì từ 1 triệu trở lên em sẽ free ship hết. Rồi, ở đây em đang có là mã số 5, ấy, mã số 6. Mã số 6 này, em đang có một chiếc bình Satsuma xưa. Đó. Chuyện thì nó bị phai theo thời gian nha mọi người, có cái tích chuyện ở đây nè. Đó, nhưng mà bị phai theo thời gian rồi. Cái hàng này dòng trong mấy cái hàng ở bình mini sưu tầm của em á. Hôm nay em lên hai cái món mà em sưu tầm. Đấy, lâu lâu lên cho mọi người xem. Đó. Thì cái này hơi bụi nha, này em để trên kệ cũng lâu rồi. Đấy. Tích là Suga nha, cô gái Nhật nha mọi người. Nè, người ta vẽ khuôn mặt nè. Đó. Nói chung là hàng Satsuma thì anh chị nào mà có sưu tầm á, những cái hàng nhìn nó nhỏ nhỏ rồi chứ nó chi tiết rất là cao, chưa kể là giá rất là đắt luôn. Đó, những cái hàng mà mini như vậy. Hồi xưa có lần dịp dịp em đi sưu tầm được mấy món. Đấy, này em lấy em giao lưu mọi người luôn. Rồi, thì chiếc bình Satsuma này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 350.000. 350.000 nha. Đó, mã số 6 nha mọi người, mã số 6 350.000 cho chiếc bình là Satsuma này nha. Họ tiếc là hai mặt nha mọi người. Ở đây đáng lẽ nó có nhũ vàng, hoa các thứ nữa, nhưng mà do thời gian á nên là nó cũng phai mất tiêu rồi. Đấy, cái này thì em không có đòi hỏi được nha mọi người. Mã số 6. Đó. 350.000. Rồi, tiếp theo em mọi người là mã số 7, thì đã lên mới nãy là cái Satsuma của em rồi. Thì em lên luôn cái món này đi, cũng là hàng mini luôn. Một chiếc Pháp Lam, hàng này hàng chuẩn Pháp Lam nha mọi người, chứ không phải là như kiểu mấy sorry mọi người đâu. Em có một số việc một xíu. Rồi, em bắt đầu lại thì mã là mã số 8. Em xin giao lưu mọi người với giá là 500.000. À, vậy là em ra đang có một cặp dĩa luôn, cái bình một cặp dĩa này nha mọi người. Thì nếu mọi người lấy một cặp thì em để giao lưu cho mọi người giá là 900. Đó, là có nghĩa là 450 một chiếc nếu mọi người lấy một cặp. Còn mọi người lấy lẻ sẽ là 500 một chiếc nha mọi người. Em không mất tiêu rồi. Đó, hiện tại là em đang có một cặp này. Cách rồi, đây là mã số 8 nha. Đường kính là 36.5. Rồi, em chỉ có ra chiều cao thôi, mà cái này đa phần là cái chanh nè. Rất là đẹp, size to luôn. Hàng này là hàng vẽ tay. Thường mọi người để ý hàng vẽ tay cái men nó kiểu dạng nó nhăn nhăn. Người ta chỉ có sợi dây chỉ đúng mình sẽ chỉ có đúng cái màu vàng này thôi. Chứ không phải như mấy cái này bắt đầu người ta làm những cái sau là cái chuyện Arita nói nè. Nó tạo viền nha. Rồi, mã là tạo đường nét nè, cũng đầu đổ men lên. Rồi, em xin phép lên cho mọi người là mã số 9. Thì đây em đang có một chiếc em xin để cái này xuống xíu. Em đang có một chiếc bình. Thì chiếc bình này là bình Kutani. Rồi, thì cái bình nhỏ này. Đây. Dòng này Kutani vẽ chiều tay cao rơi vào tầm cỡ tính luôn đỉnh nắp luôn nha, cỡ tầm 9 cm thôi. À, còn cái bình mini nhỏ nhỏ mới nãy này cỡ tầm được có 7 cm cho mọi người. Xíu nữa mọi người. Rồi. Cái bình này em xin phép giao lưu mọi người với đây là mã số 9 nha. Đó, cái vẽ là đi. Chim ưng 550 mọi người. Và chốt trên cành tùng nha mọi người. Đó, những cái dòng Pháp Lam này mà cái độ chi tiết mà làm tới như vậy rất là hết là full hết bình luôn rồi. Đấy, thường đa phần sẽ làm thủ công hết nha. Riêng cái này là tiết là kinh sai nha. Biết là nó là thủ công sai vẽ nhũ vàng nào. Cái hàng này và cái này là Pháp Lam xưa nha mọi người. Đấy, mã này là mã số 7 nha, 550.000. Mọi người ưng luôn chốt nha. Kể cả cái tùng nó. Rồi, em lên cho mọi người là mã số 8.
Thì ở đây em đang có một chiếc đó, thì cái này em đang bán là 1.6 triệu, nhưng mà em lên là 300 mil nha, là một và ấm này là ấm gan, ấm nấu được nha. Và đây là phần của nó thì nhũ vàng, được cái đánh giá thì màn hình bình tại này có nó cũng do cái thời gian cho phần miệng là nhũ vàng, là chưa có bị nhũ gì, chưa bị phai hết, nó sẽ lại lên lại cái màu đen này nha. Kích thước đường kính miệng là 12.5 cm và chiều cao của bình này là 23 cm nè. Mã này là mã số 9 nha, em xin phép nhau luôn mọi người, với giá là 1.500.000 nha mọi người. Một đàng hoàng, 1.500.000 đó. Ui đây, lọc thì 1.500.000 okay cho luôn. Chiếc bình này cực kỳ đẹp luôn. Cái bình này chỉ cần tại cái bình này đang cao là tầm 22.5-23 bên trong mọi người. Bình này chỉ còn cao tầm bên trong thì còn gọi là cái giá trị nhất cũng phải gấp 2 gấp 3 lần rồi. Đó, đấy, vẽ rất là sắc nét luôn, cả mắt rất là tốt luôn nha mọi người. Từng cái lá cây trên cái thân này em rất là đẹp cho luôn mọi người, với giá là 950.000 mã số 8 nha. 550.000 mã số 8 nha mọi người, dung tích ở tầm 300 mil nha. Tiếp theo là mã số 10 và cái nồi cũng là sản phẩm cuối cùng của em luôn, mã số 10 nha mọi người. Cái này mã số 10 nha, tại vì em bấm chung cái nó dính luôn, mã số 10 nha mọi người. Rồi ở đây em đang có một bộ trà tiếp luôn, bộ này là gồm 5 ly mã số 8 nha. 550.000 mã số 8 nha mọi người. Đây. Ở bên này thì dung tích đâu đó rơi vào là mã số 300. Thì ở đây em đang có một bộ sake. Thì bộ này gọi là rồi đây, sake ngũ sắc đen, rất là đẹp luôn. Đó, và cái dòng ngũ sắc này á, đó men lam vẽ tay nha, thì hàng này là hàng mới cái nhất mà em cũng thấy. Mọi người hàng này còn nhiều cái dòng giấy tờ đen luôn. Mọi người mua để cuối năm có thể mua về sử dụng. Ngũ sắc đen thì chia ra hai biểu tặng cho là thân hoặc là đối tác các thứ nha mọi người. Bóng, cái này là nhám. Hàng này là hàng mới chưa qua sử dụng nha. Đó. Cái men này là lòng nhám ông nha mọi người. Đó, và đặc biệt cái ly rất là hay, ly rất là đẹp luôn nha. Chuyển và sang này dòng Arita luôn nha. Bộ này em xin giao lưu mọi người, giá là 800.000 nha mọi người. Chỉ là 800 cái này là gần như là của cây cây nha, nhân tại thì còn nha. 800 kiểu trong như là giá này cây cây. Rồi một bình và 5 ly. Không phải con dòi. Đấy, số điện thoại của em sẽ nốt trên nút trái mình đó chính là 0941022882. Ở đây mọi người có hai bình, các bạn Zalo qua số điện thoại đây. 2 bình và 5 ly. Mọi người và hẹn mọi người vào mới chưa qua sử dụng nha mọi người, nhìn trong lọ bình nè. Đó, hàng có sao sẽ báo vậy hết nha. Kích thước đường kính miệng là 3 cm và chiều cao của bình rơi vào tầm cỡ 13.5. Kích thước đường kính ly là 5.5, chiều cao tính luôn chân rơi vào tầm hơn 6.5 cm. Và bộ này gồm 2 bình và 5 ly dòng Arita ngũ sắc đen này, hàng cao cấp luôn nha. Em xin phép giao lưu mọi người với giá là 1.500.000. 1.500.000 nha mọi người. Và cái thời điểm này mọi người hãy mua để biếu tặng nè, hoặc là để về trưng bày sử dụng đều được nha. Cũng cận Tết rồi đó mọi người ạ. Mã số 9 nha mọi người. Mã số 9, 1.500.000. Rất là đẹp luôn. Đấy, sắp tới em còn rất là nhiều hàng đem lên cho mọi người nữa. Nếu mọi người kết bạn Zalo em thì em có đăng một cái tấm hình là những cái hàng mà em sưu tâm. Thì ngoài những cái món ra em còn những cái món linh tinh nữa. Rồi, tiếp theo là mã cuối cùng là mã số 10. Đó, mã số 10 nha. Là mã cuối cùng luôn. Thì trong cái hộp này em xin phép lên mọi người một cái ấm tử sa. Đợt trước có video kia mà em tập hợp mấy cái ấm, em quên mất em còn cái ấm này nữa. Thì hiện tại em đang có một cái ấm tử sa. Đấy, tử nê. Dòng này là dòng mà dáng này là dáng nhất Lạc Châu nha mọi người. Và hàng này đều có tên tuổi nghệ nhân hết nha, có giấy tờ đảm bảo luôn. Đấy, đợt này là em lấy của nghệ nhân khác, em muốn thử coi trình độ tay nghề của họ ra sao. Đó, có nghệ nhân là có một cái cành liễu đó, là dạng ký tên đó. Này là dạng chiếc lò nè. Rồi, lọc này là lọc chính lỗ nha mọi người. Trong lòng nè, vuốt tay các thứ. Trong lòng cũng có mộc hết nha. Nắp đây. Nói chung những cái hàng này là đều từ 5 cho tới hơn 5 triệu hết nha mọi người. Đấy, nắp rất là ok nha. Rất là thích luôn. Vừa tay nữa, cầm rất là ổn. Đấy, miệng vòi. Đấy, rồi thì chiếc ấm này em xin phép giao lưu mọi người với giá là 1.200.000. Thì cái dòng này dung tích đâu đó rơi vào tầm cỡ 250 mil nha. Đấy, từ 220 đến 250 mil nha mọi người. Rồi, hiện nay em lên vội nên em chưa có chuẩn bị cái nước để em test cho mọi người xem như thế nào. Đó, đây đây em có luôn. Để em thử nha. Em lấy đỡ cái nước xuống cho em đi.
Rồi. Ngắt nước là rất là ok nha mọi người. Đấy. Nước không bị rò ở nắp luôn nha. Rồi. Và chiếc ấm này em xin phép Zalo mọi người với giá là 1,2 triệu. Thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc các bạn Zalo em với số điện thoại 0941028827 nha mọi người. Cái màu em đằng sau nó có cái ánh đèn á. Đó. Đó nên là mọi người cần em sẽ chụp nhắn qua Zalo em sẽ chụp chi tiết và em gửi cho mọi người xem nha. Đó. Rồi. Và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Số điện thoại em sẽ note trên góc trái màn đó chính là 0941028827. Bye bye mọi người đã xem và hẹn mọi người vào video tiếp theo ạ.